Chào quý anh chị quay trở lại với dự án Cát Tường Phú Sinh. Hôm nay Linh sẽ giới thiệu cho quý anh chị một nền đất khu vực An Tây Hồ, một nền đất diện tích 4 x 18, ngay cái con đường D12 quý vị, ngay khu vực con đường D12, một nền đất tại khu vực này gần ngã ba, rất là thuận tiện đi về TC4 cũng như quý anh chị đi về hướng kênh sông Trăng, rất là gần. Linh sẽ zoom lại cho quý anh chị xem cái vị trí một lần nữa trước khi Linh giới thiệu sâu hơn. Đây nó nằm ở bên này kinh quý anh chị, bên này kinh, một trong những sản phẩm nền đất ở phân khúc 800 triệu Linh có chia sẻ cho quý anh chị ở clip trước. Quý anh chị có thể xem lại cái clip trước, Linh có chia sẻ toàn bộ cái giá bán trong cái dự án Cát Tường Phú Sinh để quý anh chị có thể chọn được sản phẩm cho phù hợp. Thì cái vị nền này nó nằm ở trên cái trục đường này, quý anh chị đi thẳng con đường là ra khu sinh thái An Tây Hồ, đi ngược lại là đi về kinh sông Trăng. Đấy, con đường thông thoáng rất là đẹp quý anh chị, quý anh chị thấy này rất là đẹp, rất là thông thoáng này. Chỗ này quý anh chị đi một tí nữa là ra công viên Bảy Kỳ Quan bên này nhé. Thì mình sẽ quay lại con đường vào đi, hướng dẫn cho quý anh chị có con đường để mình đi vào đây. Cái nền đất này thì quý anh chị thẳng con đường, theo con đường lên vẽ nhé. Đấy, chúng ta đi một đường một ra được cái nền đất của chúng ta, và giá bán cho nền này rất là tuyệt vời cho quý anh chị, ở cái mức giá 850 triệu. Quý anh chị sẽ không tìm thấy được một cái nền ở vị trí nào bên này kinh, ở bên khu vực này kênh 418, 417 mà có được cái giá 850 nha quý anh chị. Đây là một sản phẩm rất là tốt hiện nay. Quý anh chị theo chân Linh xuống xem thực tế cái vị trí đất này. Linh đang đứng ở đoạn phía trước mặt chúng ta đây quý anh chị, là đường phía trước này là đường TC4 này, đường trục TC4 nha quý anh chị. Đi qua bên tay trái là đi về công viên Bảy Kỳ Quan. Tí nữa Linh sẽ đi vòng qua con đường này cho quý anh chị xem nè. Con đường phía trước này chúng ta có một nền đất quý anh chị. Đường này quý anh chị thẳng luôn cũng ra kênh sông Trăng. Thì cái nền đất của Linh đang muốn giới thiệu với quý anh chị là một cái nền đất diện tích khoảng 4 x 17.7, ngay phía trước mặt, ngay chỗ cái góc đâm đường này quý anh chị. Đi qua khoảng tầm 3 nền. Thì cái vị trí nền đất của chúng ta là vị trí ngay từ cây cột điện quý anh chị. Từ cây cột điện đó quý anh chị đi qua bên tay trái là qua bên tay trái là 4 m. 4 m quý anh chị. Quý anh chị đi về phía sau bằng cái nhà phía đuôi luôn, nó là 17.7 ngay phía sau đuôi nhà. Ở đây là hiện trạng đất nha quý anh chị. Linh quay ở hơi vị trí hơi xa, quý anh chị thể nhìn thấy rõ được cái không gian của vị trí đất. Đó, còn đối diện của chúng ta này quý vị là một cái khu nhà. Đó, hiện nay dân cư đã về ở hết rồi này. Rất là sung tụ luôn. Cái khu này rất là sung tụ luôn. Quý anh chị đi thẳng con đường phía trước mặt đây là quý anh chị ra cái kênh sông Trăng, và đi thẳng con đường là kênh sông Trăng nhé quý anh chị. Bên này là trục TC4. Đi thẳng bên này là khu sinh thái An Tây Hồ. Bên chỗ cái trạm điện này quý anh chị. Chỗ hai cột điện phía trước đây là có một công viên tiểu cảnh này. Công viên cũng nhỏ nhỏ, khu vực này cũng nhỏ nhưng mà không gian cũng là tương đối tốt, quý anh chị có thể về tập thể dục ở khu vực này cũng rất tốt. Trong này nó có gắn một số cái thiết bị thể dục cho quý anh chị thể dục thể thao đó, quý anh chị thấy không, có máy đi máy tập chạy bộ đó ở khu vực công viên đấy. Thì khu này là một trong những khu đông dân cư của dự án Cát Tường Phú Sinh. Quý anh chị đi ra phía sau lưng này quý anh chị, cái nền đất của chúng ta bên này quý anh chị, quý anh chị đi ra phía sau lưng này là cái khu hồ sinh thái An Tây Hồ. Nên sẽ đi theo cái đường KT4 về công viên Kỳ Quan cho quý anh chị xem, để quý anh chị dễ định hình cái vị trí đất này nhé. Bên tay phải chúng ta có mỗi công viên tình yêu ở phía trước cho quý anh chị. Đó, công viên ở ngay phía trước luôn nè. Rồi chúng ta đi di chuyển cái đường TC4 này. Linh thông báo lại cái con đường hồi nãy của quý anh chị á. Cái nền chúng ta là vỉa hè là 2 m, đường 6 m, là vừa vỉa hè vừa đường, hai bên là 10 m nha quý anh chị, đường lộ giới 10 m. Quý anh chị đi con đường hồi nãy không sao, quý anh chị có thể ra để con đường bên này nè, con đường bên này.
Còn con đường phía trước mặt chúng ta là DC4, thì con đường này là con đường trục đi dọc theo dự án, đi ngang trục ngang của dự án, trục dọc cái gì, trục dọc của dự án, đi dọc dọc xuống khỏi trục KT ngang trước mặt chúng ta là trục KT 11 trục kính. Rồi chúng ta tới được công viên Bảy Kỳ Quan, đây là khu trung tâm của dự án Đất Trường Phước Sinh. Thế thì quý anh chị hình dung được cái vị trí rồi, nên sẽ dừng video tại đây. Và giá bán cho cái này đấy hiện nay quý anh chị liên hệ lên nhé, giá ở phân khúc 800 và đảm bảo quý anh chị là một cái nền giá rất tốt cho quý anh chị mua ở cũng như mua đầu tư. Em sẽ dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.